Hello các bạn nhé Thì trong quá trình mà sử dụng máy tính, đôi khi chúng ta sẽ có những lúc mà chúng ta cần phải lấy một cái điện thoại hoặc là một cái máy tính bảng, thậm chí là một cái máy tính khác để chúng ta điều khiển vào cái máy tính của chúng ta, để chúng ta làm những cái việc gì đó ở trong cùng một cái mạng lan. Mạng lan là cái mạng nội bộ các bạn nha. Còn cái mạng mà đi ra bên ngoài thì sau này mình sẽ làm video chia sẻ các bạn sau. Thì chúng ta sẽ phải cần có một cái phần mềm nào đó để chúng ta sẽ gọi là remote desktop vào thì thường thường các bạn hay sử dụng là ultra view rồi team view để các bạn điều khiển vào ha thì những cái phần mềm này các bạn có thể điều khiển qua internet luôn cũng được nhưng mà có một cái là nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ đường truyền của internet mạng mạnh hay mạng yếu thì chúng ta sẽ sử dụng nó sẽ bị ảnh hưởng theo còn trong cái video ngày hôm nay ấy, mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mà bạn sẽ điều khiển được cái máy tính của bạn ở trong cái mạng nội bộ của bạn mà không cần phải sử dụng qua UltraView hay team view gì hết các bạn vẫn có thể làm được thì trong quá khứ ấy, mình có chia sẻ cái vấn đề này rồi nhưng mà cái cách làm đó thì nhiều bạn làm nó không được thành công cho lắm cho nên trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm và hy vọng rằng sẽ thành công các bạn nha rồi chúng ta bắt đầu thôi Rồi ở đây mình đang có một cái máy tính thế này. Thì à, đầu tiên ấy, các bạn sẽ làm như sau nhé. Các bạn sẽ mở cho mình à, cái phần Property của cái disk PC lên này. Chụt phải ở đây nha, Bạn chọn mình là Property. À, tại à, cửa sổ Property này ấy, thì bạn sẽ chọn cho mình cái phần là Advanced System Setting này. Nó sẽ có cái phần là Remote ở đây. Bạn bấm vào đây nhé. Và bạn sẽ tích vào cho mình cái phần là Allow Remote Assistant uh, Connection to this computer. Nói chung là các bạn chọn được cái phần này cho mình nhé. Và các bạn chọn cho mình thêm cái phần là Allow Remote Connection to this computer. Chọn đây luôn. Rồi. Sau đó bạn nhấn Apply. Nhấn OK. Rồi. Tiếp theo. Các bạn sẽ vào cho mình uh, Red Edit nha. Red Edit thế này. Rồi. Yes. Các bạn sẽ vào cho mình cái mục là Local Machine. Bạn mở cho mình cái mục là System mở tiếp cho mình cái mục là current control set bấm vào đây các bạn mở tiếp cho mình ở đây cái mục là control rồi mở rộng này ra nha các bạn kéo xuống dưới này các bạn chọn cho mình cái phần là terminal server bấm vào đây cho nó sổ xuống này kéo xuống dưới nữa các bạn chọn cho mình ở đây cái phần là win station bấm vào đây cho sổ xuống và bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có mục là RDP TCP Bạn bấm vào đây Bạn nhìn qua bên cái cột bên tay phải Bạn kéo xuống Cứ kéo xuống dưới Khi nào mà bạn nhìn thấy cái số đây này 3389 này Bạn nhìn qua đây bạn thấy Nó có cái mục là port number Có nghĩa là cái số của cái port á Bạn mở ra Click đúp vào Nó ra được cái cửa sổ này Bạn chọn là decimal nha Bấm vào đây bạn hãy đang để là 3389 Thì ở đây ấy, bạn sẽ đổi cho nó cái port Tùy ý các bạn thôi Ví dụ ở đây mình sẽ cho nó một cái port là 12345 Ví dụ là vậy à. Rồi sau đó mình sẽ nhấn là OK nha Thực ra thì cái port này các bạn không cần phải thay đổi cũng được Nhưng mà để đảm bảo cái tính bảo mật ấy Có nghĩa là chỉ một mình bạn biết Cái port của cái máy mà bạn remote vào để bạn quản lý thôi Chứ thôi nếu mà bạn không thay đổi ấy, cái port mà 3389 nó là cái port mặc định ở trên Windows thì nhiều người ta biết đến. Người ta cứ truy cập vào đại mà người ta sẽ truy cập vào được thì lúc đó các bạn sẽ bị hack cái máy ha. Ok, sau khi mà xong rồi, bạn tắt cái red edit này đi. Tiếp tục bạn sẽ mở cho mình cái uh, control panel lên nhé Control panel này. Rồi, bạn sẽ mở này, chọn lock icon đi bạn mở cho mình cái phần là Windows Defender Firewall có nghĩa là bạn mở cái Firewall này lên, bạn mở cái phần là Advanced setting này, rồi nó sẽ ra được cái mục uh, Windows Firewall thế này. Tại đây bạn sẽ chọn cái phần là inbound rule, bạn bấm chuột phải vào đây, bạn chọn là New rule, chúng ta sẽ tạo một cái rule mới ha, bấm vào đây, rồi tại cái cửa sổ này bạn sẽ chọn cho mình là port ha là cái cộng này rồi nhấn next ở đây chúng ta sẽ gõ cái port mà lúc nãy chúng ta mới thay đổi ở trong cái red edit đấy bấm vào đây mình sẽ chọn là một hai ba bốn năm ha rồi nhấn next ở đây các bạn giữ nguyên hết bạn nhấn next giữ nguyên hết cái này luôn nhấn next ở đây các bạn có thể đặt tên tùy ý ví dụ mình đặt tên là phú chẳng hạn rồi cái này các bạn muốn ghi gì ghi không ghi thì để trống được chả sao cả nhấn finish đấy thế là xong bạn thấy không mình đã tạo ra một cái rule tên là phú như thế này rồi sau khi xong thì các bạn nhớ restart lại máy để chấp nhận thay đổi các bạn nhé đây mình sẽ restart máy lại này rồi thì mình vừa mới khởi động lại máy xong bây giờ mình sẽ thử tạo một cái thư mục ở đây đi à, mình đặt là test nha đó mình tạo một thư mục cái này để đến lát nữa mình sẽ lấy một cái thiết bị khác mình remote vào cái máy này để cho các bạn thấy được là mình đã remote vào cái máy này ha rồi để remote desktop vào được trong cái máy này các bạn cần phải đặt cái password cho cái user ở trên cái máy này các bạn nha thì để đặt password các bạn làm như này dễ nhất này các bạn bấm chuột phải vào cái mục disk pc này bạn chọn mục là manage bấm vào đây tại cửa sổ computer management các bạn chọn mục là local user and group này bấm vào đây bạn mở cái mục user này ra ở đây mình đang có cái user là vm mình sẽ bấm chuột phải vào nó mình chọn là set password nó ra cái cửa sổ này bạn nhấn proceed ở đây mình sẽ đặt một cái password đơn giản thôi các bạn gõ lại này rồi nhấn ok nó báo là password được set rồi nè nhấn ok ha rồi mình tắt này đi thì để remote desktop vào được bên trong máy tính này á các bạn cần phải biết cái địa chỉ IP của máy tính này thì các bạn mới remote vào được các bạn nha thì để kiểm tra cái IP của nó đơn giản nhất là các bạn sẽ mở cửa sổ uh, command rom lên các bạn nha như thế này và các bạn gõ cái lệnh là ip uh, config như thế này nó sẽ hiển thị ra cái IP trên máy của bạn thì các bạn nhìn cái dòng là IPv4 address này đó đây chính là cái IP trên máy của mình ha Ok bây giờ mình sẽ sử dụng một cái iPad đi để mình remote vào cái máy này thử xem là nó đã ok hay chưa các bạn nha. Rồi ở trên cái iPad của mình á, mình sẽ cài một cái ứng dụng có tên là Microsoft Remote Desktop. Thì các bạn chưa cài các bạn vào cái App Store các bạn tải về cài vào. Ở trên iPad, iPhone hoặc là trên điện thoại Android các bạn đều có thể cài được hết nha. Cái này ở đây là mình lấy cái iPad để mình làm, còn các bạn uh, sử dụng máy tính để các bạn remote vào cũng được không sao cả nha. Rồi mình sẽ open cái app ra đi Rồi tại cái giao diện chính của phần mềm Microsoft Remote Desktop á Các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng dấu cộng đây nè Chúng ta sẽ add PC để thêm một cái máy vào ha Cái dòng PC name các bạn bấm vào đây Và các bạn sẽ gõ lại cái địa chỉ IP Ở trên cái máy tính mà các bạn cần remote vào Ví dụ cái máy lúc nãy của mình coi được là 192 Rồi 168 Chấm 100 Chấm 121 như thế này và các bạn sẽ bấm thêm dấu hai chấm và các bạn gõ cái bọc mà lúc nãy các bạn thay đổi ấy bọc nãy của mình là 1 2 3 4 5 như thế này rồi sau khi xong các bạn bấm dấu quay trở lại đây các bạn nhấn nút xây để lưu lại nó sẽ tạo cho các bạn một cái máy đây này bạn bấm vào và kết nối nha thì nếu các bạn làm đúng á nó sẽ hiển thị ra cái hộp thoại để các bạn gõ cái user và password của cái máy các bạn cần remote vào thì cái user lúc nãy ở đây mình đặt là vm rồi cái password ở đây mình gõ là qaz này đó như vậy thôi bạn nhấn continue Đây bạn thấy không <laughs> ngon lành Ha. À, ngon lành luôn đó mình đã remote vào được rồi này đó, đây là cái máy tính à, mình cần điều khiển đó, giờ mình tắt cái cửa sổ này này comment rom này không có cái thư mục test lúc nãy mình đặt này đó, mở ra ngon lành nhau đó, vậy là bạn đã có thể điều khiển được cái máy tính của bạn ở trong cùng một cái mạng à, LAN của bạn các bạn nha. Hello các bạn thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho bạn xong cái cách giúp bạn có thể là điều khiển được cái máy tính của bạn ở trong cái mạng nội bộ của bạn ha. Mình nhấn mạnh ở đây là cái mạng nội bộ, mạng LAN chứ không phải là cái mạng bên ngoài internet. À, các bạn có thể điều khiển qua máy tính hoặc là điện thoại, máy tính bảng đều ok hết. Thì hy vọng rằng sẽ hữu các bạn nha. Cái video này mình xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye các bạn.